Bạn bận đang ăn này mọi người. Mình quay bằng cam sau nhá cho nó lết. Với mình quay bằng cam trước. Đấy, cho cái ăn luôn. Đổi món cái kiểu như là nó lạ miệng ấy, lạ miệng nên ăn ngon hơn ấy, kích thích các bé ăn. Chứ ăn nhiều hạt cũng chán. Bé này thì ăn hơi chậm tại vì vẫn nhỏ ấy, ăn không nhanh được như các bạn lớn nên cứ phải từ từ. Đấy, ăn đi. Mận. Ngon không? Mình kẹp vào giá nhá, cầm mỏ quá. Các bạn chậm. Sorry, một tí mình kẹp vào cái giá để điện thoại. Đấy, đang ăn này. Ăn ngon không mọi người? Đây là 3 4 miếng thịt mình xé ra cho bé ăn. Ủa nhìn ăn ngon miệng ghê. Bây giờ là 9 rưỡi thì tầm 12 rưỡi lại cho bé ăn một lần nữa này. Xong tầm đến 4 rưỡi hoặc 4 giờ chiều là ăn một bữa nữa là đủ chất luôn. Hôm nay sẽ được ăn thịt cả ngày nha bạn nhá. Đổi món cho em để kích thích ăn lên nhá. Chứ dạo này ăn kém quá. Ở trên tầng 3 thì còn bạn ấu và bạn trùng này. Tầng 4 là bạn pha này. Thì bạn pha sáng nay cũng vừa ăn cháo rồi thì tầm 11 giờ mới cho bạn ăn thịt. Tại vì bạn này thì sáng nay không ăn gì nên phải cho ăn thịt luôn. Ăn đi, ăn nhiều vào hết lại lấy nhá. Một 40.000 thịt cơ mà. Bạn thấy bé ăn ngon không? Nhìn thích mắt không? Ngồi nhìn các bé ăn yêu thật sự ăn cũng gần hết bát thịt này. Ăn tiếp đi. Đừng bỏ dở. Chán rồi. Nhưng bụng căng lắm, ăn chắc là bụng nhỏ. Thế thôi nhá, anh để đây cho em tầm 2 tiếng nữa nhá, để bát ở đây nhá. Ok nha, mình kết thúc video đây đây. Đấy, thi thoảng các bạn lên đổi món cho các bé để các bé ăn ngon hơn này, kích thích ăn uống hơn nha. Đừng để các bé ăn một mình một thức ăn nha. Thi thoảng đổi cho bé thịt bò này, thịt lợn này. Hoặc là hôm thì cho ăn cá này, hôm pate này, hôm ăn hạt này. Tuần mình đổi một hai lần thôi, không cần đổi nhiều để cho các bé kích thích ăn hơn thôi. Ok nha, bye bye.